vâng xin được chào các anh chị em và các bạn à, tôi là phạm văn nam và ngày hôm nay tôi rất là vui và hạnh phúc được quay trở lại với cái phần chia sẻ của mình và tôi muốn chia sẻ với các anh chị về một cái chủ đề mà có thể nói là gây tranh cãi rất nhiều ở trên thị trường bất động sản và có quá nhiều người nói rằng là à, trong kinh doanh bất động sản thì vị trí vị trí và vị trí là yếu tố quan trọng nhất để có thể đạt được đến sự thành công trong quá trình đi đầu tư bất động sản và khi mà tham gia vào trong thị trường thì tôi mới thấy rằng là vị trí cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng nhưng để thành công trong quá trình mà đi đầu tư bất động sản thì yếu tố vị trí vẫn không phải là vị số hàng đầu trong cái việc mà chúng ta đi đầu tư bất động sản và yếu tố thời điểm mới là yếu tố vô cùng quan trọng và yếu tố quan trọng nhất tiến tới à, giúp cho những cái nhà đầu tư chúng ta à, có được sự thành công trong quá trình đi đầu tư bất động sản. À, vì thế ngày hôm nay tôi thấy rằng là có quá nhiều người đi mua bán bất động sản à, và gặp phải những cái tình trạng là mua à, giá quá cao chẳng hạn hoặc là mua ở cái thời điểm mà khách hàng à, chúng ta khó có thể ra hàng được hoặc là chúng ta mua ở cái thời điểm mà có thể là bất động sản bị đóng băng chẳng hạn hoặc là những cái trường hợp mà mua đến khoảng độ 5 đến 10 năm sau mà chưa bán được bất động sản ra đấy, đấy là cái mà những vấn đề mà những nhà đầu tư đang gặp phải những vấn đề mà những nhà đầu tư đang gặp phải như vậy và tôi đã đúc kết được ra bằng việc là đi đầu tư thực tế của bản thân mình cũng như là việc mà đi tìm hiểu những cái nhà đầu tư khác cũng như là việc gặp phải những cái vấp va vấp của mình trên cái việc đi đầu tư thì tôi muốn chia sẻ những cái điều mà quan trọng nhất trong quá trình mà đi đầu tư bất động sản ấy thì để chúng ta có thể làm có thể là đem lại cái tỷ suất lợi nhuận cao nhất hoặc là giảm được những rủi ro cao nhất trong quá trình đi đầu tư bất động sản thì cái tính yếu tố thời điểm đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng và tôi đánh giá là yếu tố quan trọng nhất À, trong cái quá trình mà chúng ta đi đầu tư bất động sản nếu như mà anh chị nào có cái quan điểm giống như tôi thì anh chị có thể comment xuống phía dưới rằng à, yếu tố thời điểm là yếu tố quan trọng số 1 yếu tố quan trọng hàng đầu yếu tố tiên quyết để giúp cho nhà đầu tư bất động sản thành công thì hãy comment xuống phía dưới là thời điểm là yếu tố vô quan trọng nhất thời điểm là yếu tố quan trọng nhất và nếu như các anh chị thấy rằng là đây là một cái video có giá trị Một cái thông tin có giá trị giúp ích được cho nhiều người Bạn bè, anh chị em của các anh chị Nếu như họ là những người bắt đầu quan tâm đến bất động sản Họ có thể đang như là nhà môi giới Hoặc họ có thể là những nhà đầu tư Thì anh chị có thể chia sẻ cái video này Để giúp cho nhiều người có thể nhận được những thông tin Và giúp cho họ có thể thành công hơn nữa trong quá trình đi đầu tư bất động sản Cảm ơn các anh chị rất nhiều và thời điểm thì có hai cái loại thời điểm trong đầu tư bất động sản nó có thời điểm uh, mua vào và thời điểm bán ra Đấy, thời điểm mua vào và thời điểm bán ra là hai cái thời điểm quan trọng nhất để cho cái người đầu tư có thể có quyết định đúng hay sai Đấy, thì thời điểm mua vào chúng ta cần phải lựa chọn cái thời điểm tốt nhất thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể là uh, không bị uh, những cái rủi ro ví dụ như là à, ở trong cái thời điểm mua vào ấy, thì các anh chị chúng ta phải chọn rằng là đối với từng phân khúc đầu tư bất động sản khác nhau thì chúng ta lựa chọn ở những cái thời điểm khác nhau tôi ví dụ như nếu như các anh chị chúng ta đầu tư là à, những cái dự án như là trung cư hay là căn hộ cao cấp thì chúng ta cần phải à, đầu tư ở những cái giai đoạn đầu những cái giai đoạn mà bắt đầu nhà chủ đầu tư họ mới mở bán ở giai đoạn đầu đấy thì anh chị em chúng ta nên đầu tư ở trong cái giai đoạn đó, bởi vì tất cả những cái những cái chủ đầu tư lớn họ sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư rất nhiều trong cái giai đoạn một này, cái giai đoạn đầu tiên họ bắt đầu chuẩn bị mở bán thì họ sẽ giúp đỡ cho nhà đầu tư rất nhiều trong cái việc các chính sách, Đấy. thì chúng ta nên đầu tư ở giai đoạn này hoặc là ở các cái dự án đất nền thì anh chị em chúng ta cũng uh, những cái dự án lớn ấy thì họ cũng sẽ là hỗ trợ cho những nhà đầu tư ở giai đoạn đầu thì anh chị em chúng ta nên mua bán ở cái thời điểm là họ có thông tin về dự án và có được các cái uh, thủ tục pháp lý về mặt cơ bản thì anh chị em chúng ta nên uh, bắt đầu xuống tiền để đầu tư. Lúc này thì họ chỉ có là cho chúng ta giữ chỗ thôi. Thì những cái giữ chỗ thì số tiền nó cũng không phải là nhiều nhưng mà nó sẽ là cái việc mà ưu tiên để hỗ trợ cho chúng ta và những cái nhà đầu tư cùng, cùng với những cái chủ đầu tư đấy có cái giao gọi là sự kết nối với nhau để chúng ta có thể à, đầu tư nhưng vì thế nếu như anh chị em chúng ta mà thấy rằng là những cái nhà môi giới hoặc những cái người mà à, cho chúng ta những thông tin ấy, họ nói rằng là chúng ta nên đầu tư ở giai đoạn đầu thì đó là những lời khuyên à, của những người mà có tâm thực sự với các anh chị Đã, thì chúng ta ở những giai đoạn đầu này nó sẽ giúp cho các anh chị là, à, là những người mà đầu tư đầu tiên đó, nó sẽ có được những chính sách tốt từ những chủ đầu tư, thì chúng ta nên đầu tư ở những giai đoạn đầu như này thì nó sẽ tốt hơn. yếu tố thứ hai ấy là nếu như chúng ta mua ở giai đoạn đầu thì khoảng bao nhiêu thời gian thì nó là hợp lý. ví dụ như bắt đầu các dự án họ có thông báo là giữ chỗ thì chúng ta cũng tìm hiểu về mặt pháp lý. hầu hết tất cả những chủ đầu tư họ đã chuẩn bị về mặt pháp lý trước rồi các anh chị ạ họ chuẩn bị về mặt pháp lý trước khi mà họ công bố cái việc mở bán ấy thì để tuân thủ theo à, luật đất đai và theo các cái à, quy định của nhà nước thì họ sẽ phải chuẩn bị rất nhiều những cái thủ tục liên quan đến pháp lý ví dụ như là bản là quy hoạch tỷ lệ một à, bản tỷ lệ một năm trăm hay là bản là à, quyết định cho đầu tư cái dự án đấy hay là cái bản mà à, kết nối đầu nối giao thông hạ tầng và cái quyết định của các cái cơ quan chức năng à, họ đồng ý cho việc phát triển cái dự án đó à, sau đó thì có cả bản à, sơ đồ phân lô hoặc là sơ đồ à, căn à, của các cái dự án thì nó có đầy đủ rồi thì họ bắt đầu mở bán thì lúc đấy các anh chị em chúng ta có thể là là bắt đầu à, mua à, với việc là chúng ta đặt giữ chỗ đấy, thì nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta rất nhiều trong cái quá trình à, nếu như mà anh chị em chúng ta mua ở giai đoạn này thì giai đoạn thứ hai hay là gọi là thời điểm thứ hai là thời điểm bán ra Đó, thời điểm bán ra là thời điểm nào thời điểm bán ra tốt nhất là thời điểm mà dự án có thể đang hoàn đang làm và có khoảng tầm 6 tháng ví dụ như dự án khoảng 2 năm thì chúng ta có thể là bán ra ở cái thời điểm tầm khoảng hơn một năm khi mà dự án bắt đầu à, gần như à, hoàn thiện về mặt à, phần thô Đấy, hoặc là những cái dự án đấy là đối với lại các cái căn hộ uh, thì chúng ta bán ở thời điểm đó là tốt nhất uh, thứ hai nữa nếu như chúng ta mua ở những cái uh, đất nền đất nền thì nếu như mà có hạ tầng chúng ta mua đặt chỗ giữ chỗ khoảng độ 5 đến 6 tháng thì lúc đó họ cũng đã gần như hoàn thiện hạ tầng thì lúc đấy uh, chúng ta bán ra thì cũng là thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể bán ra Thế đấy là những cái kinh nghiệm đơn giản uh, anh em chúng ta có thể uh, lựa chọn nhưng ở đây tôi muốn nói thêm một điều đó là có quá nhiều nói rằng nhiều người nói rằng là vị trí là yếu tố quan trọng pháp lý là yếu tố quan trọng và cái uh, uh, cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng tôi không phủ nhận điều đó nhưng yếu tố hàng đầu yếu tố tiên quyết thì chính là thời điểm lý do tại sao bởi vì pháp lý thì đương nhiên đủ pháp lý thì chúng ta mới mua bất động sản đó thứ hai nữa là cái À, hạ tầng thì đương nhiên là hạ tầng nó phải đầy đủ thì chúng ta với đưa vào trong cái tiêu chí để chúng ta đầu tư thứ ba nó là chính là cái vị trí thì vị trí thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều vị trí khác nhau vị trí của dự án hay vị trí của lô đất hay vị trí của cái à, căn hộ mà chúng ta mua thì cái vị trí tốt hay vị trí xấu thì chúng ta có thể tìm hiểu à, sâu hơn nhưng đương nhiên thì cái dự án đấy nó sẽ phải hoàn thành còn cái thời điểm mua thì chúng ta mới là cần phải quan 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 tâm thật sự hàng đầu. Có nhiều người chọn mua không đúng thời điểm, họ mua không đúng thời điểm dẫn tới là các cái à, quyết định đầu tư à, nó hơi bị chậm hoặc nó quá sớm hoặc là nó không đúng thời điểm à, dẫn tới là cái đầu tư nó không mang lại kết quả tốt nhất cho cái nhà đầu tư. Vì thế nếu anh chị em chúng ta là những người mà đầu tư thông minh, những người mà có kiến thức, có tư duy và có được những cái mối quan hệ tốt thì chúng ta nên tìm hiểu và lựa chọn được cái thời điểm tốt nhất thời điểm mua vào và thời điểm bán ra để chúng ta có thể là kết thúc thương vụ hoặc chúng ta có thể đầu tư. Thời điểm ở đây nó mang tính chất uh, cộng gộp luôn với cái việc là chúng ta quyết định đầu tư ngắn hạn hay quyết định đầu tư dài hạn và yếu tố thời điểm là yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta có thể mang lại cái uh, lợi nhuận cao nhất, mang lại cái À, cái cái ROI đấy, cái tỷ suất lợi nhuận trên dòng vốn cao nhất cho chúng ta. đấy là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái video này. tôi hy vọng rằng nó chỉ là một đoạn video ngắn thôi, nhưng nó sẽ vô cùng giá trị cho các anh chị. hãy lưu ý rằng thời điểm là yếu tố quyết định trong việc đầu tư bất động sản có thắng hay không. À, ví dụ như trong thời điểm này, thời điểm à, nếu như ở trong thời điểm này mà À, chúng ta đang thấy rằng là à, các cái quỹ tín dụng à, đang rất là thắt chặt đối với việc mà à, phát à, cho vay tín dụng bất động sản Đấy, thì thời điểm này là thời điểm chúng ta có thể mua vào hay không Đấy, à, nhiều người nói rằng là bất động sản đang ở trong cái thời kỳ bong bóng thế thì bong bóng thì nó sẽ nổ đúng không nếu như mà bong bóng nó nổ thì chúng ta sẽ làm như thế nào thế thì chúng ta lựa chọn thời điểm nào là thời điểm mua thời điểm nào là thời điểm chúng ta sẽ phải à, đưa đầu tư tiền ra hoặc là chúng ta mua vào để chúng ta mua bất động sản vào hoặc là chúng ta không mua đấy là yếu tố nó vô cùng quan trọng thì yếu tố thời điểm này tôi sẽ có nhiều cái video để phân tích cho các anh chị trong thời gian tới đây tôi hy vọng rằng sẽ được học hỏi từ các anh chị bằng những câu hỏi xin cảm ơn khỏe nhé anh đang xem cái cái hồ sơ của em có gì anh sẽ thông báo cho em thì chúng ta nên lựa chọn những cái những cái thời điểm tốt nhất để chúng ta mua vào và bán ra để chúng ta mang lại cái lợi nhuận cao nhất À, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều đã ủng hộ cho kênh youtube của phạm văn nam trong thời gian vừa qua à, để đăng ký kênh anh chị hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ đấy ở phía dưới và bấm vào nút chuông để chúng ta nhận thông báo những video mới nhất của tôi à, trong thời gian tới đây à, hẹn gặp lại các anh chị ở những video à, tiếp theo của tôi ở trên kênh youtube và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái livestream tiếp theo của tôi ở trên uh, facebook à, xin chào và hẹn gặp lại xin được cảm ơn